Thánh Luca chương 5 câu 33 đến câu 39. Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Đức Giêsu rằng: "Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-xêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống." Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay." Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn." Quý vị và các bạn thân mến, có một vấn nạn mà những người biệt phái đưa ra với Chúa Giêsu được thuật lại trong trang Tin Mừng hôm nay gợi cho chúng ta suy nghĩ. Tại sao môn đệ ông không ăn chay? Một câu hỏi có vẻ đã kích Chúa Giêsu hơn là đi tìm một câu trả lời cho những vấn nạn cần hiểu biết về kiến thức. Để trả lời cho câu hỏi này, trước tiên, Chúa Giêsu cho họ thấy mọi sự đều có giờ của nó. Ăn chay là để chờ đợi ngày Đấng Mêsia đến, mà bây giờ Đấng ấy đã đến rồi. Đấng ấy đang hiện diện ở giữa mọi người. Niềm vui đã đạt được thì chay tịnh cũng đã đạt được mục đích rồi. Nếu đã đạt mục đích thì phải vui mừng. Khi một người đến dự tiệc cưới, mục đích chính là để chung chia niềm vui, chứ không phải là than khóc, rầu rĩ. Nơi tiệc cưới là nơi để hiệp thông trong sự hân hoan, chứ không phải là nơi để chay tịnh. Trang Tin Mừng còn cho thấy cách thức ăn chay của các môn đệ Chúa Giêsu thì khác so với những người biệt phái. Ý nghĩa của việc ăn chay là một việc đạo đức, lành thánh, tốt đẹp rất đáng để khích lệ. Nhưng nó chỉ là con đường dẫn tới sự tốt đẹp, chứ không phải là mục tiêu chính yếu. Ý hướng bên trong mới là điều quan trọng hơn là những gì thuộc hình thức bên ngoài. Người biệt phái ăn chay tuần 2 lần, nhưng không phải vì Chúa mà vì mình. Họ mong được ca tụng là người đạo đức. Còn người môn đệ Chúa có thể ăn chay ít hơn, nhưng đầy thánh thiện, vì việc ăn chay đó là vì lòng yêu mến Chúa và được thúc đẩy bởi ơn Chúa Thánh Thần, chứ không vì một lý do nào khác. Cũng như miếng vải mới và chiếc áo cũ, hay chất rượu mới và bầu da cũ, cả hai sự kiện trên Chúa Giêsu không có ý so sánh, nhưng Chúa Giêsu đưa ra để thấy một sự bất tương hợp giữa vải mới và áo cũ, hay rượu mới và bầu da cũ. Điều gì là dành cho Thiên Chúa là của Thiên Chúa, không thể có sự lẫn lộn trong thánh thiên và phàm tục. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đi theo con đường của các thánh tông đồ, vì con đường đó chính là con đường của chính Thiên Chúa. Hãy dành cho Thiên Chúa sự xứng hợp trong việc thờ phượng.
chúng ta không ăn chay tuần mấy ngày, nhưng có thể nhiều ngày chúng ta mới ăn chay một lần. Hãy ăn chay trong niềm yêu mến và hướng về Chúa, Thiên Chúa trong sự chân thành và thái độ kính mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa. Chắc chắn không một ý muốn nào của chúng ta mà Chúa không đón nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu mến và tôn thờ Chúa, không chỉ là hành vi thái độ bên ngoài, nhưng còn là tấm lòng và con tim khao khát hướng về Chúa và dành cho Chúa cách trọn vẹn nhất. Amen.